cần có vị thế riêng của mình. Liên Ánh từ lâu đã không còn là cuộc chơi của em. Nó có cái ngành thẩm mỹ và nó có đào tạo những bác sĩ thẩm mỹ, tức là người ta thấy cần thiết trong đời sống. Thì Hà nghĩ là những cái nào cần thiết trên cơ thể, trên gương mặt này mình phải hoàn thiện thì đó là điều tốt. Nếu mình thiếu sót cái gì đó, mình cảm thấy có cái gì đó trên cơ thể mình nó xấu quá, nó thực sự không hài lòng về nó, thì quốc nghĩ đó là người ta phải nên làm điều đó. Vẻ đẹp của một người diễn viên nó rất là quan trọng. Khi mà họ là người của công chúng, một người diễn viên đi phẫu thuật thẩm mỹ để làm cho họ cảm thấy tự tin hơn, hoàn hảo hơn về ngoại hình thì đó là một cái chuyện rất là tự nhiên và dễ hiểu. Mà có khi người ta muốn ta làm đẹp cho bạn bè người ta tự hào, và công việc người ta khi ta đẹp lên người ta sẽ có thuận lợi trong công việc, vân vân, rất là nhiều thứ khác nữa. Thì ít nhất mình cũng phải công nhận với cái điều mà người ta hạnh phúc đó. Cái này em lụi vô đây luôn. Lùi đây luôn, cái xong em tiêm cái thuốc vô. Vậy là em là người tiêm. Em là người tiêm. Tại vì cái tay em á là nó lấy thuốc từ phía ngoài, nó không có sập. Còn bộ những người này là người ta mổ tay ra sập, ta chỉ đụng trên mặt. Thỉnh thoảng cũng có biết một số trường hợp khi làm phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cuối cùng nó không được như ý muốn. Chúng ta lấy cái tốt đó mà nhiều khi sử dụng không đúng thì có thể mang tới một cái điều tác dụng ngược, giống như thuốc bổ vậy, uống quá liều nó cũng đều có hại cả. Trên gương mặt của Nhung thì Nhung khẳng định 100% là hoàn toàn tự nhiên và Nhung không sửa một cái gì hết. Và đấy là sự khẳng định của Nhung. Và rất nhiều người nhiều khi cứ bàn tán là thế như Trang Nhung sửa mũi rồi đội cằm rồi gạt hàm. Thì bây giờ thì khi mà Nhung đã nói ra rồi thì Nhung khẳng định 100%. Cái thứ mà sẽ thật sự khẳng định cái vị trí của một người diễn viên đó là tài năng. Mà anh em họ thân mỹ. Không, anh Victor chưa bao giờ giải phẫu thẩm mỹ và chắc sẽ không bao giờ. Không bao giờ. Theo như đạo diễn yêu cầu thì muốn là làm sao mà trông cho nó trông kinh khủng một chút, thành ra là làm cũng hơi quá lên một chút nên cũng có thêm chút máu me, chứ thực ra thì xác chết lâu rồi thì cái máu đây nó cũng khô rồi. Thì lát nữa thì khi mà vào cảnh quay thì sẽ cho Trang Nhung ngậm máu và cho nó chảy ra thì trông nó ghê rợn hơn. Và nó với cái xác chết thì cái mắt nó bị đục rồi. Ừ.
Lát nữa thì khi mà vào cảnh quay thì sẽ cho Trang Nhung ngậm máu và cho nó chảy ra thì trông nó ghê rợn hơn. Trước khi mà mình sẽ phải tạo hình ở trên cái tượng trên cái khuôn tượng của Trang Nhung, khuôn mặt của Trang Nhung thì mình sẽ phải làm những các cái vết mà nó bị cắt, nó bị mục giữa ở trên cái khuôn thật, rồi sau đó là mình sẽ đổ khuôn để tạo âm bản và dương bản, sau đó mình sẽ đổ ra những các cái miếng silicone mỏng để mà đắp lên trên mặt. Nói về chị Bảo thì thật sự là Victor chỉ có dành được những lời khen thôi. Tại vì đây là lần đầu tiên Victor làm việc với chị Bảo. Cũng xem vài phim trước đây, cũng thấy anh chị Bảo xuất hiện trong rất là nhiều quảng cáo. Có thể nói là anh chị Bảo là một diễn viên thật sự rất là chuyên nghiệp. Khi anh bước tới hiện trường, anh ta rất là tập trung. Khi bấm máy, anh ta nhập vai rất là nhanh. Rồi xong chưa? Rồi vô ấy đi. Rồi chơi. Vô quay. Vô anh bảo đi. Thấy gì đâu mồi. Đứng sẵn ở đây nè. Đó. Đứng dịch ra đây nè. Đẹp không? Đấy, nhé ra nha. And action. Tôi không muốn gì hết. Chú mới bay. Chú mới bay rồi. Khi mà Nhung xem sơ kịch bản để mà đến casting cho vai diễn này, tự nhiên Nhung có một cái linh cảm là vai diễn này phải là của mình.